Xin chào cả nhà. Hôm nay á mình đi cái xuồng mới, lần đầu tiên mình bước xuống cái xuồng mới. Mình cho ông Hàng đi theo nữa. Cái Hàng đi chơi, hôm nay mình đi xuống dừa, mình lấy dừa. Nằm im đi nha, không có đi bậy bạ nha. Nằm im đây đi. Hàng qua nó sợ luôn à. Mình đi cái xuồng mới con á, nó không có sợ nó vô nước nữa. Chào cả nhà. Rồi mình đi cái giường rồi. Ấm thèm rồi. Thèm ngoan lắm, thèm chào đi. Hai phát, một tên ha, một cái hai phát. Mình đi xuống đây mình thấy vườn mình có cỏ, mình cỏ một chút. Mình lượm vườn. Cỏ này cho kia cỏ này giống. Cái này mình kêu mình hẹo dừa, mình hẹo mình cọt rồi, mình miếng chùm lại. Mình muốn nó chùm luôn. Mình cọt qua đây, hai mối nó thành một mối, chung vô một cái. Vì mình xách dừa nó không có bị dột ra nữa. Nằm có một mối mọc, có con chảo mọc. Hai mối chung vô một chỗ. Buộc gì không khi nào bị sách nó bị dụ. Bị không ra luôn. Nó khô quá mình bị không ra luôn.
mình làm tước cái cọng dây này ra đó, mình bỏ cái lá rồi cái mình lấy cọng dây mình buộc vừa lại, mình kéo vừa mình về. Ngày xưa mình không có thuyền, mình tính bè vừa vậy, cái mình buộc dây gặp mà không có buộc dây thì không có dây không, thì mình để con Dũng thì mình bè luôn. Và cái thuyền của mình nó còn ướt vừa dao đó, mình để lên miếng vừa dao. Bây giờ mình kéo vừa. Mấy dây một. Thèm chút hết. Bích thai ra, bích thai ra. Đúng. Bé này giúp mẹ à. Nhảo ụm xuống rồi bé. Ai lại được nào mẹ? Lâu rồi không bơi. Bơi. Ôm hai cái dừa con. Ôm một cái hả? Hai tay. Ô bơi mát quá sợ luôn á. Lặn được bé, lặn rồi bé. Con đâu biết lặn đâu. Ô. Bé giỏi quá. Em hẹn chỗ khác nha. Mà nhớ mẹ lại cho con đập dừa về bơi cột lại. Đập dừa điếc hả? Dừa điếc, tái cái bụng. Lội bún đùng đùng lên kìa. Lội vậy nè, nó mới nhanh tới. Mà mình lội bún đùng đùng nó lâu tới mà. Tập lặn đây bé. Thả thào được bé. Bé thả tàu thử bé. Quay ngon quá nè. Thả tàu bé. Thả tàu nước xui á. Thả tàu nước xui, thả tàu nước xui cho nó chảy đi. Thả tàu vô bốn một bài. Không vô. Đập lặn bé. Ôi, trời lặn lắm. Bấm mũi lại lặn rồi. Thả tàu. Thả tàu hả? Tàu này cơ chưa chịm. Thả nước xui á. Đâu con thả nước xui lại cơ bé. Hả? Thả nước xui á. Thả nước ngược, bún không lên. Thả vậy đó là.
đó đó đó. Sớm tắm rồi mẹ. Mấy hình đồng hình đồng. Đâu, 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 giống đâu, như đâu, xe lửa hả mẹ? Coi dài thòn như đừng gầy xe lửa, cái to xe lửa từng to từng quay, to. Quay lên, quay cái chuyện lên. Quay chuyện lên. Cho cái đụng cái xuống. Cho cái đụng cái xuống rồi kéo dễ kéo. Mình mấy từ từ tới rồi. Đứng to chưa, đứng to chưa? Đây đó, đây, còn cái này nữa. Cái này nữa. Cầm mấy cặp này. Đây, đây nè. Quá rồi. Rồi kéo ngược rồi. Kéo gì đâu nặng không vậy? Nhẹ hiểu ha, mẹ nổi lên nhé. Hồi đó mình không có xuồng mình cũng kéo gì về nè. Ê như mấy con xe lửa thiệt à. Đừng to vậy ha. To này chở bao nhiêu người á bé? Nhiều à, chắc là chở nhiều người à mẹ. Ôm lên tập dưỡng, ôm lên bơi. Nằm lên nguyên cái đống giữa luôn. lội lại luôn. Lội lại mẹ coi. Thiếu nguyên cây dưng sâu luôn. Quẳng quẳng dưng sâu rồi. Dưng sâu luôn á. Nguyên cái đống dừa luôn. Một to xe lửa. Ôi lại được à. Nguyên như nhân sâu luôn nè. Cái hộp đồng cái hộp nha. Giống y như đường gầy xe lửa à. Nguyên cái tàu xe lửa đi à. Y như xong luôn. Vậy tới nhà. Rồi mình kéo giường tới nhà rồi. Bé xuống miệng lên hay sao? Kéo vòng vô bé, kéo vô bé, kéo vô. Giờ mình kéo lên luôn nè. Kéo lên bờ luôn hả? Ừ. Kéo lên. Nó thành chữ S nè. Làm thành chữ S nhé. Đây nè, thành chữ S luôn rồi. Kéo qua thành chữ S, kéo qua, kéo qua, ừ, kéo đầu qua. Kéo qua, thành chữ S. Bé ngủ con. Mua dừa, nay mình để dừa rồi, dân lên chở dừa cho mình. Nay dừa được giá mấy vậy?
ai vừa tốt thì được tâm mệt, còn vừa xấu thì có gì vừa không mệt thì tốt mà thôi. Thì chú có mở là còn tốt hả? À, mấy chú kia là xấu. Có mở lại cũng gần 3 tháng trời rồi đó Danh. À, không có vừa gì tên luôn. Bữa ông Danh điện mà nó chưa có gì tên. Thường thường có 2 tháng bẻ mà nay 3 tháng trời. 3 tháng quá trời lâu luôn mà. 3 tháng trời mà mình bẻ có 7-9 vừa hả? Tính ra 1 tháng có 3 tháng. 3 tháng rồi vậy? 3 tháng mà tính ra 1 tháng có hơn 200 vừa cái gì. Ba thường thường mình 2 tháng mình bẻ một lần, mà nay 3 tháng mình mới bẻ, tại vì vừa nước mặn nó không có gì tơ, mà kiếm sau thì chắc hỏi thêm nữa. Từ nay tháng tháng 5 rồi, tới tháng 8 mới bẻ nữa. Tháng 6, tháng 7, tháng 8 mới bẻ nữa. Đến con rồi. Nó chắc hơn rồi đó. À, 7, 9 là 3, 1, 2, 3. 23 là 4, 6. À, dạ. 23, 4, 6, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 52 vậy ạ. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Và 6 tự 54, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Mấy chủ vườn kia nó te vừa nước mặn á, nó chút chút không à. Cũng mợ tại vì để tới 3 tháng chứ còn nước ngọt á. Ừ, trái nó bự chứ mấy chỗ kia trái nhỏ thì giá thấp luôn. Tính ra tháng nó 2 triệu mấy à. Tính ra giá nuôi 95 mà. Hả? Tại vừa mợ còn giá bự. Thấy nó mấy nó nhỏ mà cũng đi ra chứ mà không có rẻ gì đâu.